cần điều hải sản ở Mũi Né, địa phương đề nghị tháo dỡ lều quán. Trước tình trạng cần điều hải sản liên tiếp tái diễn tại làng chài Mũi Né, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ kinh doanh tự phát tại đây phải tháo dỡ lều bạt, dừng hoạt động. Ngày 31 tháng 1, trao đổi với báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã có kế hoạch tháo dỡ lều quán kinh doanh hải sản tại làng chài Mũi Né khi các hộ tại đây liên tiếp bị phản ánh cân thiếu số ký, không bảo đảm môi trường. Theo đại diện phường Mũi Né, thời gian gần đây các hộ kinh doanh hải sản tại làng chài Mũi Né đã dùng cân không đúng quy định, xảy ra nhiều vụ dùng cân gian lận, buôn bán nhếch nhác ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch. Đặc biệt, trong ngày 28 tháng 1 vừa qua, một video đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né. Phường Mũi Né thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem. Theo nội dung video, một du khách nghi ngờ bị cân gian khi mua hải sản tại đây đã mang theo 3 lon bia, loại 330ml và bí mật quay lại nơi bán. Sau khi đặt 3 lon bia lên chiếc cân thứ nhất tại nơi bán hải sản thì kim cân chỉ gần 1kg. Tương tự với chiếc cân thứ hai đặt bên cạnh, 3 lon bia thể hiện trọng lượng đến 1,4kg. Trước tình trạng này, ngày 30 tháng 1, UBND phường Mũi Né có văn bản yêu cầu các hộ kinh doanh hải sản tự phát tại làng chài Mũi Né tự tháo dỡ lều bạt. Hàng quán buôn bán từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 3 tháng 2 năm 2023. Quá thời gian trên, địa phương sẽ tổ chức lực lượng tháo dỡ. Chúng tôi không chủ trương thấy khó quản lý mà cấm. Tuy nhiên, do vi phạm xảy ra nhiều lần, gây nhếch nhác, làm xấu hình ảnh du lịch Mũi Né nên buộc phải có biện pháp mạnh. Thời gian tới, phường sẽ có kế hoạch tổ chức, sắp xếp lại nơi này đi vào hoạt động khuôn khổ hơn, đại diện UBND phường Mũi Né cho biết.